Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải thêm những cái thành phần miễn phí trên cái hệ thống của Camtasia, và sau đó thì chúng ta sẽ đưa những cái thành phần miễn phí này vào trong cái phần mềm Camtasia của chúng ta để bổ sung thêm những cái thành phần này. Các bạn sẽ vào một cái website có tên gọi là library.techmeet.com. Đây là cái trang của Camtasia. Khi mà vào đây rồi thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Các bạn sẽ đăng ký cho mình một tài khoản bằng cách là nhập địa chỉ email và cái password là các bạn sẽ đăng nhập được vào đây. Các bạn sẽ không cần phải kích hoạt trên cái tài khoản email, các bạn chỉ cần đánh thông tin vào thôi. Sau khi đã đăng nhập được vào cái library.techmeet.com này rồi thì chúng ta sẽ có những cái thành phần miễn phí cho chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều thành phần. Đây là 3, 6, 7 cái thành phần miễn phí cho chúng ta sử dụng. Và nếu các bạn có kinh phí thì chúng ta sẽ dùng cái phiên bản là Premium. Premium này thì nó sẽ cao cấp hơn, có nghĩa là nó sẽ có nhiều cái nội dung hơn. Mình ví dụ ha, mình sẽ vào một trong những thành phần này cho các bạn xem nha. Rồi, để dễ thì mình sẽ kéo dưới. Ví dụ như là Device Form. Đây. Khi mà các bạn nhấp vào rồi thì một lát nữa thì chúng ta sẽ lựa chọn ở đây. Và trong cái phần về giá cả này thì chúng ta sẽ chọn là free. Còn nếu các bạn chọn all, có nghĩa là vừa free vừa cái miễn phí và có phí thì nó sẽ nhiều hơn. Chúng ta sẽ chọn free nhé. Thì các bạn thấy là, để mình xem là cái phần intro đi nha. Đây, intro thì nó có thêm một số thành phần miễn phí, chúng ta sẽ tải những thành phần này về. Khi mà đưa chuột vào rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chạy cái bản demo cho chúng ta xem. Và muốn download thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Chúng ta sẽ nhấp trái vào đây. Thì chúng ta sẽ download về. Và ở đây thì thành phần miễn phí nó tùy thuộc vào cái nội dung và nó có số lượng nhiều ít nha. Ở đây là intro. Cái phần launcher này thì các bạn thấy là nó cũng sẽ có một số thành phần miễn phí nè. Đây chính là những cái nội dung mà các bạn thấy là chúng ta có thể làm một lời kêu gọi đăng ký kênh hoặc là hiển thị một số thông tin nào đó mà các bạn muốn nha. Rất là đẹp. Rồi, thì để download thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Thì mình đã download tất cả những thành phần này về. Các bạn thấy nè, đây chính là những thành phần mình download về. Và sau khi download xong rồi thì mình sẽ đưa những thành phần này vào trong thư viện của Camtasia của mình. Đây chính là thành phần thư viện nhé. Thư viện thì mặc định khi mà các bạn cài đặt thì nó sẽ có một số nội dung ở đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bổ sung thêm những thành phần khác nữa. Thì làm thế nào mà chúng ta có thể đưa những cái nội dung mà chúng ta vừa tải về vào Camtasia? Thì các bạn sẽ bật chương trình Camtasia lên và chúng ta sẽ vào cái mục là Library, nghĩa là cái mục thư viện nha. Các bạn cứ kéo đến cuối cùng như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp phải vào khoảng trống dưới này và các bạn sẽ chọn là Import Zip for Library. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa tới cái nơi mà chúng ta đã tải những thành phần đó về. Rồi mình sẽ chọn tất cả. Các bạn sẽ dùng phím Shift ha. Phím Shift. Nó không cho chọn hết ha. Để mình xem nào. Ở đây thì nó sẽ không cho chọn hết một lần. Do đó mà chúng ta phải đưa thành từng thành phần vào. Mình thử chọn Ctrl A nữa nè. Nó sẽ không cho nha các bạn nhé. Phím Ctrl. Không cho. Như vậy là mình sẽ phải đưa từng thành phần riêng lẻ vào. Các bạn sẽ làm lần lượt nha. Mình sẽ demo thử cái phần đầu tiên. Mình sẽ chọn Open. Và nó thông báo là đây chính là cái đường dẫn import nha. Mình ok.